Xin chào tất cả mọi người, hôm nay đã trở lại kênh YouTube Lê Khô Audio, kênh chuyên về âm thanh bài, âm thanh cổ. Trở lại với ngày hôm nay, tôi giới thiệu với anh em một cặp loa để nghe nhạc vang, nhạc rè rất là hay. Cặp loa đến từ hãng Coran, model của nó là Muntin 1200E. Thì cặp loa này cũng là cặp loa rất là nổi tiếng và gọi là đã có thương hiệu trong lòng người chơi. Tuy nhiên cặp này rất là đẹp, series nó chỉ cách nhau 2 số thôi, và thêm một phần nữa là mức giá rất là tốt, rẻ hơn những năm trước rất là nhiều. Thì anh em có nhu cầu cùng xem clip với Khôi ngày hôm nay. Thì đây, Khôi cũng đang test với Ambi Hitkit 151 ha, đây đang test nhạc này. Mẹ chờ thứ về ngồi hẹn thua bên chân cây, trẻ thơ lang thang vì cơn đói suốt bao ngày, đợi chờ tin chồng về qua xa xăm, bao năm dài không như thế này. Rồi Khôi mở nhỏ lại rồi tí nữa mình sẽ test sau đây. Thì cặp này series cách nhau 2 số rất là đẹp. Cặp loa thực sự đẹp này, còn tem còn logo đầy đủ nha. Thì cặp này á, nó là series chỉ cách nhau 2 số thôi. Bây giờ tôi quay cho anh em xem. Đây anh em nhìn nó đẹp, đẹp khủng khiếp luôn anh em nha. Đây, mặt đít zin của nó chưa có xì ba này, số series là 43027 nha. Thì đây anh em còn nguyên bùi có chưa chùi luôn mà nha. Đó, anh em biết nó mới rồi, cái núm chỉnh nó còn mới luôn mà nha. Thì cặp này thứ nhất có 2 đường vào này nè, mình có thể cắm jack 6.56 ly này, hoặc là bắp chuối, hoặc là mở ra dây trước chưa mỏ chim cũng vào được. Và cái phần thứ hai nó có cái phần driver, cái phần option này nè, thì nó sẽ có loud là bass này, mid là loa trung này, và hai là loa chép. Anh em mình có thể tắt đi, mình có thể tắt đi ha, mình có tắt đi từng phần, hoặc là mình cắm vào từng phần, mình lấy từng phần này nè, mình cắm vào đây thì mình lấy cái phần loa bass này cho một cái cặp loa chép khác, hoặc là lấy loa chép cho một cặp loa bass khác, và đó là cái phần option. Còn hai ra có sửa tiến trình. Thì dòng này là dòng 8 ohm anh em, giải tần nó tới 25.000 Hz. Đây đó, bass mid, cái mid của nó là tới mười mấy xăng anh em nha, 65W. Loa rất đẹp anh em ha. Rồi đây tôi quay luôn cả bên này này. Đây, thùng bật là tuyệt vời luôn ha, khỏi cần phải bàn luôn. Đây, 0029 này nè, 27 và 29 chỉ cách nhau 2 số thôi. Đúng cặp này 4903 nha. Đó, đây. 4903. Rồi, ok. Rồi, đây là cái cấu hình của nó nè. Đó, nó là một bát 30 anh em ha, gân vải, bát giấy gân vải, củ móng này, củ nó gọi là củ móng ngựa, củ to lắm nha. Rồi hai loa chung, hai loa chép ha, một chép giấy và một siêu chép nha. Đó, còn có hình bên này, phần tâm bên này rất là to, rất là khủng luôn. Đó, anh em cùng xem. Ở đây là có cái miếng đầy lại nè, nó đầy lại vậy nè, mình bung ra là có khi nó kéo cái dây nó mạnh quá nó bung ra ha. Rồi thì ở đây mà anh em muốn tháo cái lưới rời ấy, thì đây này nè, có một con nóc này. Đó, hai con nóc này, thấy không? Ba con này, bốn con này. Đó, giữa này còn 5 con là anh em lấy được cái lưới ra. Thì cái đó anh em muốn thì Khôi sẽ lấy nha, Khôi sẽ tháo cho anh em đơn giản luôn. Đó, nhưng mà mình bán thì mình để yên vậy. Anh em muốn thì Khôi tháo nha. Cái đó rất là đơn giản luôn. Đó, mình có thể tháo nó cũng được nên nè. Không vấn đề gì. Một con, hai con, bốn, năm con. Ở năm đây nè, Khôi đã tháo ra rồi nè, một con này, hai con này, ba con này, bốn con, năm con. Khôi vẫn giữ ốc lại nha, để dù như mình không có làm gì thì mình lắp nó lại nha. Đó, ba tấc bát giấy này, rất là mềm này, rất là mềm ha, chứ nó không khô cứng như dòng xanh xui nha. Dòng này là dòng cao cấp, Caran là dòng cao cấp xuất cho Mỹ, cặp loa này về từ Mỹ chứ không phải về từ Nhật nha. Đó, bát ba tấc 5 đường tiếng mà giá rất là rẻ luôn, giá chục triệu bạc à. Cũng vậy nhưng mà cái bát nó mềm này, nó sẽ đánh cái trầm ấm hơn nha. Rồi Khôi xin phép tạm dừng ở đây, bây giờ là phần test chất âm và phần cuối là bao giá bán.
trong lời yêu nước Việt mà thôi. Xin nhớ anh ơi, anh ra đi vì nghe lời buồn quê hương, nhịp cầu yêu thương bao năm rồi vẫn còn đôi đường. Từ xa phố phường anh lên đường không vấn vương, hỏi anh bao nhiêu thu rồi, biên cương xa vời mơ ước gì hỡi lòng trai, sông núi chia phôi. Tin 1200E này anh em lưu ý nó sẽ có 1200 trơn rồi 1200E đó. Cái đời E thì lúc nào cũng được ưa chuộng. Cái này là người chơi đánh giá chứ không phải là Khôi nói để Khôi bán nhé.
Rồi, tất cả mọi thứ thì tuyệt vời, loa chỉ cắt series 2 số thôi nha. Lưới thì Khôi cũng nói rồi, thay lại rồi, rất đẹp. Nói chung là cặp loa rất đẹp để anh em trưng bày. Và nếu có anh em muốn làm cái căng rời thì mình tháo ốc ra thôi, anh em nâng con ốc thôi, rất đơn giản nha. Rồi cái đó thì mình có thể hỗ trợ tháo ra nếu mà anh em muốn, hoặc là anh em về tự tháo đều được. Loa zin tuyệt đối nguyên bản, tất cả là chưa cái bung cụ ra ngoài nhé. Thì anh em nào có nhu cầu thì liên hệ với Khôi để cùng nhau luôn. Và một cái mức giá cho cặp loa bass 3 tấc như thế này thì được xem là rẻ anh em nhé, 10 triệu 500. Anh em, cái này là Khôi đạp giá xuống để Khôi mới được giá tốt đó nè, tại vì nó bị cái lưới nên là mình cố tình mình đạp giá để mình về mình bán rẻ cho anh em nè nhé. Rồi, cảm ơn tất cả đã quan tâm ủng hộ. Khôi xin phép tạm dừng ở đây và hẹn gặp lại những clip sau.